A về danh Hỏi bài miễn phí trả lời thức thì vào thư viện Nam tải nghe về danh Chào tất cả các em học sinh yêu quý Hôm nay chúng ta sẽ học sang chương 5 Một số yếu tố thống kê và xác suất về cái phần thống kê và xác suất chúng ta đã được học ở lớp 6 rồi đúng không các bạn và lên lớp 7 chúng ta tiếp tục học bài về thống kê xác suất thông qua chương 5 một số yếu tố thống kê và xác suất. Chúng ta đi vào bài đầu tiên, bài 1, thu thập và phân loại dữ liệu. Thế thì nếu như mà ở lớp 6 á, là các bạn có sẵn một cái bảng dữ liệu rồi, nhiệm vụ các bạn chỉ cần tính xác suất thôi, đúng chưa? Đấy, thì lên lớp 7 các bạn sẽ học cách để các bạn thu thập và phân loại các cái dữ liệu để từ đấy mình thống kê đấy. Được không? Chúng ta đi vào mục 1. Đặt vấn đề. Ta thường thu thập dữ liệu từ các nguồn nào? Theo các bạn thì mình thu thập dữ liệu từ các nguồn nào? Thì các bạn sẽ thấy là gì? Mình có thể nói là gì? Tùy từng cái, cái yếu tố mình cần thống kê nó thuộc về lĩnh vực gì thì mình sẽ thu thập từ đấy thì các nguồn nào đúng không? Đấy, thì cụ thể hơn. Chúng ta đi vào mục 1, thu thập và phân loại dữ liệu chúng ta sẽ tìm hiểu thông qua hoạt động 1. Hãy lập bảng dữ liệu thu thập được từ biểu đồ sau đây. Đầu tiên các bạn nhìn vào biểu đồ ở phía dưới. Đúng chưa? Rõ ràng nhìn qua các bạn sẽ thấy là đây là một biểu đồ hình cột và chúng ta đã học cách đọc dữ liệu ở biểu đồ hình cột rồi đúng không? Cái từ cục từ in đậm ở trên cùng biểu đồ đấy thông tin về covid-19 ở Việt Nam đúng không? Là tên biểu đồ đấy. Thì qua cái tên biểu đồ này mình cũng biết là gì, người ta đang điều tra về thông tin covid-19 tại Việt Nam cập nhật lúc 15 giờ ngày 13 tháng 4 năm 2020. Đúng chưa? Đấy. Rồi thì biểu đồ cột thì sẽ có hai cái cột, hai cái trục đấy. Đầu tiên là trục nằm ngang đúng không? Đấy là biểu thị các ngày từ ngày mùng 3 tháng 4, mùng 4 tháng 4, mùng 5 tháng 4, mùng 6 tháng 4 cho đến ngày 12 tháng 4. Còn trục thẳng đứng, mũi tên thẳng đứng là biểu diễn về số ca đúng không? 0k, 5k, 10k, 15, 20 hay là 25k. Đó. Rồi thì phía dưới biểu đồ có chú thích các bạn này, màu xanh tức là các cái hình cột màu xanh đấy là biểu diễn số ca khỏi bệnh trong ngày. Còn các cái cột màu đỏ đúng không? Thì biểu diễn số ca mắc mới trong ngày. Đó. Đấy, thì lúc này nhìn vào biểu đồ á, để mà lập một cái bảng dữ liệu thu thập được từ biểu đồ sau đây thì các bạn sẽ thấy là gì đây? Đầu tiên là chúng ta cũng có là gì? Tên của bảng dữ liệu là thông tin COVID-19 ở Việt Nam này, đúng không? Rồi cái bảng dữ liệu đấy thì gì? Mình có thể phải ghi đầy đủ gì? Một là ngày này, đồng ý không? Hai là số ca khỏi bệnh. Ba là số ca mắc mới, đúng không? Có nghĩa là các bạn hình dung là mình có thể kẻ một cái một bảng gồm ba cột, Cột thứ nhất là ngày, cột thứ hai là số ca khỏi bệnh trong ngày, cột thứ ba là số ca mắc mới trong ngày đấy đúng không? Và nhìn vào biểu đồ mình cũng có thể đọc được. Mình đọc được các cái số liệu đấy đúng không? Cụ thể ví dụ nha, ngày đầu tiên là ngày mùng 3 tháng 4 thì nhìn vào biểu đồ mình sẽ thấy được là gì? Số ca khỏi bệnh trong ngày được biểu diễn bằng cột màu xanh là 10 ca. Số ca mắc mới trong ngày được biểu diễn bằng cột màu đỏ cũng là 10 ca, đúng không? Rồi tương tự ngày tiếp theo là ngày mùng 4 tháng 4 mình cũng đọc được là số ca khỏi bệnh trong ngày là cột màu xanh là 5k và số ca mắc mới trong ngày là cột màu đỏ là 3k, đúng không? Hoàn toàn tương tự với các ngày khác. Ví dụ cô đọc một ngày bất kỳ là ngày mùng 10 tháng 4 chẳng hạn. Các bạn thấy số ngày mùng 10 tháng 4 chưa? Đó, thì cô cũng đọc được là gì? Số ca khỏi bệnh trong ngày là 16 và số ca mắc mới trong ngày là 2. Đúng chưa? Đó Đấy, thì từ đấy các bạn sẽ có một cái bảng dữ liệu như sau Cô có ví dụ một Trong biểu đồ ở hình, ở hoạt động 1 Ta thu được thông tin sau Đây, đây là cái bảng mà mình lập được, được không? Đấy, các bạn có thể để này à, Cái dòng đầu tiên này là ghi tiêu đề là thông tin về COVID-19 ở Việt Nam Cập nhật lúc 15 giờ ngày 13 tháng 4 năm 2020, đúng không? Đấy rồi mình sẽ lập cái bảng gồm 3 cột. Cột thứ nhất là ngày, cột thứ hai là số ca khỏi bệnh trong ngày, cột thứ ba là số ca mắc mới trong ngày. Như vừa nãy cô giải thích đấy đúng không? Đấy rồi mình liệt kê từng ngày một theo chiều ngang đúng không? Đó, thì từ cái bảng này mình cũng có thể là gì? Mình biết được tất cả các cái thông tin từ cái biểu đồ được không? Cô ví dụ một ngày bất kỳ chẳng hạn ngày 14, 11 tháng 4 các bạn thấy không? Là hàng cuối thứ hai đấy đúng không? Đấy thì số ca khỏi bệnh trong ngày là 0 Còn số ca mắc mới trong ngày là một Được chưa? Đó đó là gì? Từ biểu đồ mình sẽ lập được cái bảng dữ liệu này Đúng không? Đấy, thế thì thông qua cái ví dụ đấy Thì mình sẽ thấy là có một cách để thu thập Dữ liệu, thu thập và phân loại dữ liệu Đấy là gì? Mình nhìn vào các cái Biểu đồ hay các cái hình ảnh đúng không? Đó, thì nói tóm lại các bạn ạ Ta có thể thu thập dữ liệu Từ những nguồn, đó là văn bản này Bảng biểu này hình ảnh trong thực tiễn này Đúng không? Đó Tiếp theo Chúng ta sẽ làm bài thực hành 1 Để chúng ta gì? Thành thạo hơn về việc thu thập và phân loại dữ liệu Quan sát bảng tin thời tiết Tại thành phố Hồ Chí Minh sau đây Đây Cái bảng tin này các bạn cũng sẽ thấy rất là nhiều Những cái hình ảnh này Ở trong dự báo thời tiết hay là gì Mình có thể xem thời tiết ở trên mạng Đấy đúng không? Đấy, thì quan sát vào các bạn thấy này. Trong cái hình ảnh này thì các bạn thấy được cái gì? Thời tiết của thành phố Hồ Chí Minh. Người ta tính từ gì đây? Thứ năm ngày 18 tháng 2 năm 2021. Rồi thứ sáu ngày 19 tháng 2 năm 2021, đúng không? Cho đến thứ tư ngày 24 tháng 2 năm 2021 đúng không? Mình có thể hiểu là gì? Thời tiết của thành phố Hồ Chí Minh trong 7 ngày ấy đúng không? Từ thứ năm tuần này đến thứ tư tuần sau. Đó. Thế thì nhìn vào từng cái hình ảnh một thì các bạn sẽ thấy được điều gì? Đúng không? Người ta minh họa bằng hình ảnh mặt trời có đám mây này, 30 độ C, 21 độ C, có mây không mưa. Đấy. Thì các bạn hiểu được cái gì đây các bạn nhỉ? mình cũng từng xem thời tiết rồi đúng không? Bạn nào chưa xem hay là xem rồi thì các bạn sẽ hiểu và ở đây cô sẽ có là như thế này các bạn này. Có nghĩa là vào thứ năm ngày 18 tháng 2 năm 2021 chẳng hạn thì các bạn nhìn vào đấy các bạn sẽ thấy là gì? 30 độ C và 21 độ C có nghĩa là nhiệt độ cao nhất trong ngày của thành phố Hồ Chí Minh có thể đạt tới 30 độ C. Còn nhiệt độ thấp nhất trong ngày của thành phố Hồ Chí Minh là 21 độ C có nghĩa là nó sẽ dao động từ 21 độ C đến 30 độ C đấy trong ngày hôm đấy. Được chưa? Đấy, tiếp theo là gì đây? Cái tính chất thời tiết là gì? Có mây và không mưa. Đấy, thì cái hình ảnh này các bạn thấy ông mặt trời có những đám mây không? Có nghĩa là có mây và không mưa. Đó, thì hoàn toàn tương tự, tiếp theo Hình tiếp theo các bạn thấy là thứ 6 ngày 19 tháng 2 năm 2021 cũng vậy. Nhìn vào đấy tương tự các bạn sẽ đọc được là nhiệt độ cao nhất trong ngày là 31 độ C, nhiệt độ thấp nhất trong ngày là 22 độ C, đúng không? Có mây và không mưa. Đó, rồi hoàn toàn tương tự đúng không? Các bạn muốn xem ngày nào, các bạn nhìn vào ngày đấy các bạn cũng đọc được. Ví dụ đi, cô xem ngày cuối cùng đấy, ngày thứ tư ngày 24 tháng 2 năm 2021 thì cô cũng đọc được là nhiệt độ cao nhất trong ngày là 32 độ C, nhiệt độ thấp nhất trong ngày là 23 độ C, đúng không? Thời tiết là có mây và không mưa. Tiếp theo là bài thực hành 1 sẽ yêu cầu là hoàn tất bản thống kê theo mẫu sau. Đó. Có nghĩa là từ cái uh, uh, hình ảnh đấy, bây giờ mình sẽ làm một cái bảng thống kê. Nó cũng giống như là hoạt động một vừa nãy đúng không? Đấy, mình sẽ lập bảng thời tiết từ 18 tháng 2 đến ngày 24 tháng 2 tại thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Đó, thì lúc này bảng của chúng ta sẽ gồm có bốn cột, một là ngày này, hai là nhiệt độ cao nhất này, ba là nhiệt độ thấp nhất này, bốn là thời tiết đúng không? Và người ta làm sẵn mẫu cho chúng ta cái đầu tiên rồi đấy, ngày 18 tháng 2 năm Đấy. Đúng không? Nhiệt độ cao nhất là 30 độ C, nhiệt độ thấp nhất là 21 độ C, thời tiết là có mây và không mưa, đúng không? Nhiệm vụ chúng ta là nhìn vào hình ảnh đấy mình viết tiếp theo. Thì các bạn có viết được không nhỉ? Hoàn toàn viết được, đúng không? Đây, cụ thể là gì? Mình sẽ viết được theo thứ tự từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 2 như bảng trên các bạn ạ. Được không? Đó, vừa nãy thì khi mà nhìn hình ảnh cô cũng đọc mẫu cách viết rồi, đúng không? Đó, thì các bạn tự thống kê và các bạn sẽ thống kê được như cô đấy Khá là đơn giản, đúng chưa? Đó, là bài thực hành 1 Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với mục 2 Phân loại dữ liệu theo các tiêu chí Đó, vừa nãy là gì? Mình lập bảng rồi đấy, thống kê rồi đấy Đúng không? Bây giờ mình sẽ phân loại dữ liệu theo các tiêu chí Thế các tiêu chí ở đây là gì? Chúng ta sẽ tìm hiểu thông qua hoạt động 2 Kết quả tìm hiểu về sở thích đối với môn bóng đá của năm bạn học sinh một trường trung học cơ sở được cho trong bảng thống kê sau. Đây, bảng thống kê gồm có 4 cột, đó là số thứ tự này, là năm bạn đấy, năm bạn. Tuổi, độ tuổi, giới tính và sở thích. Đúng không? Sở thích ở đây chính là sở thích về môn bóng đá đấy, đúng không? Thì nhìn vào cái bảng thống kê này, chúng ta có thể thấy là gì? Đây, ví dụ nha, mình đọc được là bạn thứ nhất 13 tuổi, giới tính nam, không thích bóng đá, đúng không? Hay là tiếp tục mình đọc tiếp là gì? Bạn thứ hai 14 tuổi, giới tính nam, rất thích bóng đá. Được không? Đó, hay là mình có thể đọc là bạn thứ năm 14 tuổi, giới tính nam, rất thích bóng đá. Được chưa? Đó. Đấy, và cái bảng thống kê này nhìn xong, phân tích xong thì người ta yêu cầu đấy là hãy cho biết các loại mức độ thể hiện sự yêu thích đối với môn bóng đá của năm học sinh trên. Đấy, người ta hỏi về cái cái mức độ yêu thích thì các bạn sẽ nhìn vào cột nào nhỉ? Mình nhìn vào cột cuối cùng đúng không? Chính là cột sở thích đấy, đúng không? Thì chúng ta có thể thấy là gì? Không thích, rất thích, không thích, thích rất thích. Thì tóm lại là gì? Các bạn sẽ thấy là gì? Có ba loại mức độ, một là không thích, hai là thích đúng không? Ba là rất thích tức là đam mê đấy, đúng không? Đấy thì từ đấy mình sẽ trả lời là các loại mức độ là không thích, rất thích và thích. Tiếp theo người ta hỏi tiếp ý B đấy là có bao nhiêu học sinh nam và bao nhiêu học sinh nữ được điều tra. Thế để trả lời cho câu hỏi này thì mình sẽ nhìn cột nào các bạn? Bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ? Thì mình sẽ nhìn vào cột giới tính đúng không? Chúng ta có cột giới tính là nam nữ đó nên chúng ta có thể đếm được. Thì các bạn sẽ thấy là gì ấy? Nam, nam, nữ, nữ, nam. Thì các bạn sẽ đếm được là có 3 học sinh nam và hai học sinh nữ được điều tra đúng không? Đấy thì mình sẽ trả lời là có ba học sinh nam và hai học sinh nữ được điều tra. Tiếp theo ý C người ta hỏi là độ tuổi trung bình của các bạn được điều tra. Đó. Thì để tính độ tuổi trung bình thì mình sẽ nhìn vào cột tuổi thôi đúng không các bạn? Tất cả có 5 bạn và tuổi lần lượt là 13, 14, 14, 12 và 14. Thì bây giờ người ta yêu cầu tính độ tuổi trung bình. Có nghĩa là mình phải tính số trung bình cộng đấy đúng không các bạn? Đó, thế các bạn còn nhớ cách tính số trung bình cộng nữa không các bạn nhỉ? Độ tuổi trung bình của các bạn là cách tính trung bình cộng là mình làm thế nào đây nhỉ? Lấy tổng các số đúng không? Chia cho số số đấy, số lượng số hạng đấy, ở đây có 5 số thì mình lấy tổng của năm số và chia cho 5 đúng không? Và các bạn sẽ tính được độ tuổi trung bình là 13,4 đấy Đúng không? Với câu C này thì các bạn chỉ cần nhớ lại công thức tính số trung bình cộng là các bạn làm được đúng không? Mình kết luận là độ tuổi trung bình của các bạn là 13,4 Thế thì thông qua cái hoạt động 1 này này các bạn sẽ thấy là gì? À, một cái dữ liệu mà mình điều tra nó sẽ có rất là nhiều mục tuổi này, giới tính này, sở thích này đúng không? đó thế thì trong sẽ có ba tiêu chí đi như vậy đấy người ta gọi là ba tiêu chí đấy đúng không đấy thì các dữ liệu nó sẽ là các con số hoặc là các chữ hoặc là các cái mức độ khác nhau đúng không đó thế thì các bạn này trong cái bảng dữ liệu trên ấy người ta sẽ phân loại thành hai cái tiêu chí các bạn ạ đó là các dữ liệu là số như 12, 13, 14 được gọi là dữ liệu định lượng. Các bạn nhớ giúp cô cụm từ dữ liệu định lượng. Có nghĩa là sao các bạn? Người ta bảo là các dữ liệu là số đấy, đúng không? Các con số. Tóm lại dữ liệu là các con số thì gọi là dữ liệu định lượng. Lượng trong từ số lượng các bạn. Được không? Đấy là đã xác định sẵn được số lượng rồi thì gọi là định lượng. Tiếp theo, các dữ liệu không phải là số như không thích, rất thích, này thích, này nam, này nữ đúng không? <laughs> đúng không? Thì người ta gọi là dữ liệu định tính. Đấy, các bạn nhớ giúp cô cụm từ định tính đúng không? Tóm lại là dữ liệu không phải là số thì gọi là dữ liệu định tính. Đó, thì kết luận các bạn này. Để thuận tiện trong mô tả và xử lý, người ta phải phân loại dữ liệu. Được chưa? Dữ liệu định lượng được biểu diễn bằng số thực. Dữ liệu định tính được biểu diễn bằng từ, chữ cái và ký hiệu. Được không? Đó, và chúng ta hiểu nôm na một cách dễ hiểu là gì đây? các con số thì gọi là dữ liệu định lượng đúng không còn không phải là các con số thì được gọi là dữ liệu định tính đây cô có ví dụ hai các bạn này để các bạn hiểu thêm này phân loại các dữ liệu sau dựa trên các tiêu chí định tính và định lượng đấy ý a này các loại ô tô được sản xuất hai chấm a chấm phẩy b chấm phẩy c nó là các chữ đúng không các chữ thì sẽ thuộc dữ liệu định tính hay là dữ liệu định lượng các bạn nhỉ? Là dữ liệu định tính đúng không? Các bạn nhớ lại đấy, những cái gì không phải là số thì gọi là dữ liệu định tính. Tiếp theo, ý B, chiều cao tính theo cm của một số bạn học sinh lớp 7C là 142, 148, 152. Đó, thế thì các con số 142, 148, 152 thì theo các bạn là dữ liệu định tính hay là dữ liệu định lượng? Đây là các con số Mà các con số thì là dự định gì nhỉ? Định lượng đúng không? Đây trả lời là là dữ liệu định lượng Đó Qua ý A và ý B thì cô nhắc lại một lần nữa là Cái gì là số thì gọi là dữ liệu định lượng Còn cái gì không phải là số thì sẽ là dữ liệu định tính nhé và hoàn toàn tương tự chúng ta cũng có thể làm câu C Danh sách các môn thể thao Được học sinh yêu thích Bóng đá, cầu lông, bóng truyền là không phải số đúng không? Không phải số thì mình kết luận là dữ liệu định tính. Tiếp tục ý D, điểm trung bình môn toán của một số bạn học sinh 5,5, 6,5, 8,2, 3 chấm. Thì là những con số thì mình sẽ kết luận là dữ liệu định lượng đúng không? Rất là dễ dàng đúng không các bạn? Là xong ví dụ 2. Chúng ta sẽ một lần nữa ôn lại thành thạo về dữ liệu định tính và dữ liệu định lượng thông qua bài thực hành 2 thống kê về các loại lồng đèn mà các bạn học sinh lớp 7A đã làm được để trao tặng cho trẻ em khuyết tật nhân dịp Tết Trung thu được cho trong bảng dữ liệu sau. Đây, chúng ta có biểu bảng dữ liệu này đúng không? Đó. Mục 1, cột thứ nhất là thứ tự đúng không? 1 2 3 4 5 mình hiểu là có 5 loại lồng đèn đấy. Mục Cột thứ hai là loại lồng đèn đúng không? Là tên cụ thể đấy. để chúng ta có gì đây? Con cá thiên nga, con thỏ, ngôi sao, đèn xếp đúng không? Cột thứ ba là cột số lượng là làm được bao nhiêu lồng đèn đấy đúng không? Ví dụ thứ nhất là đèn con cá thì sẽ làm được số lượng là 5 đúng không? Đấy, tiếp theo là màu sắc các bạn này đúng không? Chúng ta có màu vàng, xanh, nâu, đỏ và cam đúng không? Thì chúng ta hiểu là gì? Qua cái bảng này mình hiểu là gì? Có 5 loại lồng đèn được làm ra. Ví dụ lồng đèn thứ nhất là lồng đèn con cá thì làm được năm cái và có màu vàng đúng không? hay là lồng đèn thứ hai là lồng đèn thiên nga thì làm được số lượng là ba cái và nó có màu xanh đúng không? tương tự đúng không? hay là đèn xếp chẳng hạn thì làm được 14 cái và nó có màu cam. đó là cái bảng. cô đã phân tích cái bảng mà bài thực hành cho được chưa? thế thì thông qua cái bảng này người ta sẽ hỏi ý a à, Hãy phân loại các dữ liệu có trong bảng thống kê trên dựa theo hai tiêu chí là định tính và định lượng. Đó, thế thì dữ liệu ở đây chúng ta cũng có gì đây nhỉ? Loại lồng đèn, số lượng và màu sắc đấy, đúng không? Đấy thì mình sẽ viết từng loại một đi. Đầu tiên là loại lồng đèn thì bao gồm là con cá, thiên nga, con thỏ, ba chấm đúng không? Các bạn sẽ thấy nó không phải là số thì mình kết luận là dữ liệu định tính. Tiếp theo là số lượng, chúng ta có những con số là 5, 3, 4, 12, 14 Thì mình sẽ kết luận là dữ liệu định lượng Đúng không? Cước số là định lượng Tiếp tục là màu sắc Chúng ta có vàng, xanh, nâu, ba chấm đấy Không phải là những con số Mình sẽ kết luận là dữ liệu định tính Là xong câu A rất là đơn giản Đúng không? Tiếp tục Câu B người ta hỏi là Tính tổng số lòng đèn các loại Mà các lớp bạn 7A đã làm được đúng không? Tính tổng số lông đèn thì mình phải nhìn vào cột số lượng, đúng không? Đó, thì chúng ta có gì? Con cá 5 thiên nga 3, con thỏ 4, ngôi sao 12, đèn xếp 14 thì tính tổng là mình cộng chúng lại, đúng không? Đó, thì mình sẽ có lời giải là tổng số lồng đèn là cộng tổng lại là 5 cộng 3 cộng 4 cộng 12 cộng 14 thì sẽ bằng 38 lồng đèn. Cũng rất là dễ dàng đúng không các bạn? Tiếp theo cô có bài thực hành 3 để chúng ta luyện tập, đúng không? Làm xong bài thực hành 3 này chắc là không thể quên được về phân loại dữ liệu định tính và định lượng đâu, đúng không? Người ta bảo là bài thực hành 3, phân loại các dữ, dãy dữ liệu sau dựa trên tiêu chí định tính và định lượng. Chúng ta làm từng ý một các bạn nha bài toán có 3, 4 ý đúng không? Ý A là danh sách một số loại trái cây, cam, xoài, mít là dữ liệu gì các bạn? là dữ liệu định tính chính xác chưa đơn giản là bởi vì sao nhỉ bởi vì nó không phải là số thì nó thuộc dữ liệu định tính thôi đúng không tiếp tục ý b khối lượng trung bình tính theo gam của một số loại trái cây là 240 g đúng không? 320 g với cả 100 1200 gam Thì các bạn là dữ liệu gì? Dữ liệu định lượng đúng không? là những con số thì sẽ là dữ liệu định lượng. Hoàn toàn tương tự ý C, màu sắc khi chín của một số loại trái cây. Khi chín các bạn nhé, chín của một số loại trái cây. Vàng, cam, đỏ không phải là số kết luận dữ liệu định tính. Ý D, hàm lượng vitamin C trung bình tính theo mg trong một số loại trái cây 95, 52, 28, 3 chấm là số mình kết luận dữ liệu định lượng. Tiếp theo, chúng ta làm tiếp bài vận dụng 1. Kết quả tìm hiểu về khả năng tự nấu ăn của tất cả các bạn học sinh lớp 7B được cho bởi bảng sau. Khả năng tự nấu ăn. Này. Số bạn tự đánh giá này. Đúng không? Đấy, không đạt 20, đạt 10, giỏi 6, xuất sắc 4. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là gì? Người ta cũng cho một cái bảng dữ liệu nhưng mà cái bảng này khác với cái bảng các bạn trước là gì? Người ta kể theo hàng ngang các bạn ạ. Được không? Đó thì ở đây là chúng ta, người ta đánh giá theo ờ gì đây? Một là khả năng hạ, tự nấu ăn này, hai là yếu tố số bạn tự đánh giá đấy. Được chưa? Đó thì là gì? Khả năng tự nấu ăn được chia thành bốn mức độ đó là không đạt, đạt, giỏi và xuất sắc. Đúng không? Đấy, thì từ đấy người ta đánh giá được là có 20 bạn không đạt, 10 bạn đạt 6 bạn loại giỏi và 4 bạn loại xuất sắc đó thì từ cái bảng thống kê trên người ta sẽ hỏi ý a là hãy phân loại dữ liệu trong bảng thống kê trên dựa theo tiêu chí định lượng và định tính rất là quen thuộc rồi cảm ơn các bạn chúng ta trả lời là khả năng tự nấu ăn là gì không đạt đạt giỏi xuất sắc là dữ liệu định tính bởi vì nó không phải là những con số thế còn số bạn tự đánh giá 20, 10, 6, 4 được gọi là dữ liệu định lượng được chưa bởi vì là các con số Tiếp theo ý B người ta hỏi là tính sĩ số của lớp 7B Thì làm sao mình tính các bạn nhỉ? Thì ở đây chúng ta có là gì đây? Cả lớp 7B ở đấy được đánh giá hết về khả năng đầu ăn mà đúng không? Đấy, thì mình chỉ cần cộng tổng tất cả các bạn đạt không đạt giỏi và xuất sắc Thì nó sẽ ra được sĩ số của lớp 7B thôi Đúng chưa? Đây có nghĩa là mình sẽ làm như sau các bạn này Sĩ số sĩ số của lớp 7B là Chúng ta lấy 20 cộng 10 cộng 6 cộng 4 Thì sẽ bằng 40 học sinh Tiếp tục chúng ta cùng tìm hiểu sang mục 3 Tính hợp lý của dữ liệu Thế thì như thế nào gọi là tính hợp lý của dữ liệu Chúng ta sẽ tìm hiểu thông qua hoạt động 3 Câu A người ta bảo là trong bảng thống kê sau đây Người ta cho một cái bảng thống kê Đúng không? thì nhìn vào bảng thống kê thì cô có thể phân tích qua là gì đây người ta điều tra về năm lớp từ lớp 7A1 đến lớp 7A5 đúng không người ta cho sĩ số của các lớp và có gì đây số học sinh tham gia chạy việt giã của các lớp đó thế thì đề yêu cầu là gì hãy so sánh số học sinh tham gia chạy việt giã của mỗi lớp với sĩ số của lớp đó để tìm ra điểm chưa hợp lý của bảng thống kê trên đúng không Đấy thì bây giờ mình tìm xem Mình so sánh xem Thì rõ ràng mình phải nhìn từng lớp 1 để mình so sánh đúng không Lớp 7A1 sĩ số là 40 Số học sinh tham gia chạy là 12 Có gì không hợp lý không các bạn Không đúng không Hợp lý rồi Tức là tổng là 40 bạn nhưng chỉ có 12 bạn tham gia chạy việc dã thôi Tiếp tục 7A2 Sĩ số là 38 bạn Và có 8 bạn tham gia chạy Hợp lý Tiếp tục đến lớp 73, sĩ số là 32 bạn, số học sinh tham gia chạy là 40 bạn. Có hợp lý không các bạn? Sĩ số 32 mà số học sinh tham gia chạy viện dã là 40. Chưa hợp lý đúng không các bạn? Tất cả chỉ có 32 học sinh thì lấy đâu ra 40 học sinh để tham gia chạy viện dã được. Đó, thế thì khi mà mình đối chiếu từng lớp 1 các bạn sẽ thấy là có vấn đề chưa hợp lý đấy là gì? Lớp 7A3 chỉ có 32 học sinh thôi. Còn có những 40 học sinh tham gia viện tại viện xã thì rõ ràng là gì cái dữ liệu này bị thống kê sai rồi được chưa hoàn toàn tương tự mình kiểm tra phía dưới xem có cái gì chưa hợp lý nữa không 7A5 7A4 đúng rồi đúng không đó thì rõ ràng là gì ý là cái bảng này các bạn các bạn phải biết là gì nó đảm bảo là số học sinh tham gia chạy viện giả nó phải bé hơn sĩ số sĩ số của lớp thì mới chính xác đúng không đó thế thì qua cái hoạt động 3 này các bạn sẽ thấy là gì? Tính hợp lý của dữ liệu có nghĩa là gì nhỉ? Khi mà mình lập một dữ liệu thì các bạn phải gì? Xem xem nó hợp lý hay không. Đúng chưa? Ví dụ trong bảng này thì mình phải đảm bảo tiêu chí là số học sinh tham gia chạy việc dạ chắc chắn nó phải bé hơn sĩ số lớp rồi đúng không? Còn nếu như mà nó lớn hơn hoặc là đấy, nó lớn hơn thì có nghĩa là gì? Nó chưa hợp lý rồi. Đây. Kết luận là điểm bất hợp lý đấy là lớp 7A3 có sĩ số là 32 mà lại có 40 học sinh tham gia là bất hợp lý. Hoàn toàn tương tự chúng ta có ý B các bạn này. Nêu nhận xét của em về các tỷ lệ phần trăm trong bảng thống kê trên. Đây, thống kê về gì đây? Xếp loại kết quả học tập của học sinh, người ta tính theo tỷ lệ phần trăm. Đó, thì lúc này người ta bảo là tốt là 110%, khá là 45%, đạt là 35%, chưa đạt là 10%, tổng là 200%. Các bạn thấy có điều gì bất hợp lý không? Các bạn đã được học tính về tỷ lệ phần trăm rồi đúng không? Các bạn sẽ thấy ngay điểm hợp lý ở ngay dòng đầu tiên đấy là gì? Tỷ lệ học sinh xếp loại tốt là 110%. Nó là vô lý đúng các bạn? Đó, thì khi các bạn biết là tỷ lệ học sinh khi mà mình tính về một Đấy, thì học sinh tổng phải là 100% Còn các cái tỷ lệ nó phải bé hơn 100% trăm không? Còn đây lên đến 110% là vô lý Đây, đấy vậy ý thứ hai là tỷ lệ mỗi xếp loại kết quả học tập Thì nó phải không vượt quá 100% thì mới đúng, đúng không? Và tổng phải bằng 100% trăm Còn ở đây cộng ra 200% là sai Được chưa? Tiếp tục ý C kết quả tìm hiểu về sở thích đối với môn bóng đá của các học sinh lớp 7A được cho bởi bảng thống kê sau đấy sở thích gồm có không thích không quan tâm thích và thích đấy số bạn nam là 2 3 5 và 10 và đề lại hỏi là dữ liệu trên có đại diện được cho bởi sở thích đối với môn bóng đá của tất cả các học sinh lớp 7 a hay không các bạn đọc ký câu hỏi Người ta bảo là dữ liệu trên có đại diện được Cho bởi sở thích Đối với môn bóng đá Của tất cả các học sinh lớp 7A hay không Thì ở đây chúng ta nhìn vào Các bạn thấy này sở thích Phía dưới là số bạn nam Thì các bạn sẽ trả lời là Không nha các bạn Bởi vì các bạn sẽ thấy là gì đây Nó chỉ đại diện cho sở thích đối với môn bóng đá Của các bạn nam lớp 7A thôi, thôi. Thế còn lớp 7A còn có các bạn nữ mà đúng không thì rõ ràng là đây người ta chỉ điều tra về sở thích của các bạn nam thôi. Thì dữ liệu này không thể đại diện cho sở thích môn bóng đá của tất cả các học sinh lớp 7A được, đúng không? Đó là xong ví dụ C, hoạt động C đấy, đúng không? Thì thông qua hoạt động này các bạn sẽ thấy là gì đây? Chúng ta đang tìm hiểu về tính hợp lý của dữ liệu và sẽ có những cái yếu tố mà khi mà nhìn vào bảng dữ liệu mình sẽ thấy ngay là nó không hợp lý và nó không đúng, đúng không? Đấy, và cũng như là khi mà mình lập một cái bảng dữ liệu thì các bạn cũng phải quan tâm đến cái tính hợp lý của cái dữ liệu đấy Đây tóm lại chúng ta có cái tổng kết Để đảm bảo tính hợp lý Dữ liệu cần phải đáp ứng đúng các tiêu chí toán học đơn giản chẳng hạn như Tổng tỷ lệ phần trăm của tất cả các thành phần phải bằng 100% Chính là ví dụ B đấy đúng không? Số lượng của bộ phận phải nhỏ hơn số lượng của toàn thể 3 chấm chính là ví dụ A đúng không các bạn? Đấy. Cái viện giã đúng không? Tổng có 32 học sinh làm sao có 40 học sinh tham gia được. Vậy ý cuối cùng chính là ví dụ C vừa nãy đấy phải có tính đại diện đối với vấn đề cần thống kê. Đây thì cô có ví dụ 3 này cô phân tích lại các cái bảng thống kê vừa nãy để chúng ta nhớ này, được không? Đây là gì? Trong bảng thống kê ở hoạt động 3 a Số học sinh tham gia chạy không thể vượt quá sĩ số lớp Đúng chưa? Cụ thể là gì? Số học sinh tham gia chạy viện giá là 40 Ở lớp 7A, 7A3 đấy Đúng không? Là gì? Sĩ số lớp là 32 Mà số học sinh tham gia chạy lại viện lại 40 Thì nó là vô lý Tiếp theo là cái bảng của hoạt động 3B đấy các bạn Trong bảng thống kê ở hoạt động 3B Thì tỷ lệ phần trăm học sinh xếp loại tốt Không thể vượt quá 100% và tổng tỷ lệ phần trăm của các loại phải đạt đúng 100%. Còn nghĩa là bảng này nó sẽ vô lý ở điểm là tốt là lớn hơn 100% mà 110 là không được nè. Đúng không? Rồi tổng phải là 100%, còn đây ghi 200% thì nó rõ ràng là vô lý, đúng không? Rồi tiếp tục là cái bảng ở hoạt động 3C, đúng không? Thì chúng ta có là gì? Trong bảng thống kê ở hoạt động 3C, dữ liệu chưa có tính đại diện vì còn thiếu dữ liệu về các bạn nữ ở trong lớp. Đó, cô đã phân tích rất là rõ ràng và hoàn toàn tương tự Chúng ta sẽ làm bài thực hành 4 Xét tính hợp lý của dữ liệu trong bảng thống kê sau Nhìn vào bảng thống kê các bạn, chúng ta sẽ thấy là bảng thống kê điều tra về Tỷ lệ phần trăm các loại sách trong tủ sách của lớp 7A1 Đúng không? Cột thứ nhất là các loại sách, cột thứ hai là tỷ lệ phần trăm Đúng không? Đấy, thì bây giờ các bạn nhìn vào bảng các bạn xét tính hợp lý thì các bạn có nhận xét gì? Đúng không? Về dữ liệu liên quan đến phần trăm thì đầu tiên chúng ta xem là gì? Tổng là phải bằng 100 hại một trăm phần trăm này mà đây là gì các bạn sẽ thấy là gì tổng là bằng một trăm hai mươi phần chứng tỏ là nó bất hợp lý rồi đúng không đấy chúng ta kết luận là dữ liệu chưa hợp lý ở chỗ tổng phải bằng tổng bằng một trăm hai mươi phần trăm là sai tổng phải đúng bằng một trăm đúng không có nghĩa là khi mà tính tỷ lệ thì các bạn bị tính sai rồi dẫn đến tổng không bằng một trăm phần trăm là vô lý Tiếp theo chúng ta cùng làm tiếp bài vận dụng 2 Xét tính hợp lý của dữ liệu trong bảng thống kê sau Bảng thống kê về số con vật được nuôi tại trang trại B Đúng không? Các bạn sẽ nhìn thấy là thấy là có 3, loại loại vật Con vật được nuôi đó là bò, lợn, gà đúng không? Với số lượng là 173, 144 với cả 43 Đúng không? Sau đấy người ta tính tỷ lệ phần trăm Đó thì các bạn nhìn vào bảng xem có cái gì bất hợp lý ở đây không? Một là về số lượng đi Bò 173, lợn 144, gà là 43 Thì người ta tính tổng là 360 Các bạn cộng 3 số lại 173 cộng 144 cộng 43 Thì mình thấy đúng bằng 160 rồi đúng không? Có nghĩa là cột số lượng không có vấn đề gì Thế còn tỷ lệ phần trăm thì sao? Đúng không? Đó, Nhìn soát qua thì các bạn thấy là không có vấn đề gì đúng không? 48%, 40%, 13% theo như những đánh giá chung mà người ta chỉ là gì? Những cái tỷ lệ này bé hơn 100 này rồi tổng là 100% là hợp lý rồi đúng không? Thế thì nó không hợp lý ở đâu các bạn này? Đấy, thế thì các bạn này, ngoài cái việc là bạn bảo cái tiêu chí chung như vậy thì các bạn nhớ giúp cô đấy là gì? Cái tỷ lệ phần năm này nó sẽ có cái bất hợp lý các bạn ạ. Đó là thế này các bạn này. Tỷ lệ phần trăm của từng cái thành phần thì phải bé hơn một trăm phần trăm đúng rồi nhưng mà tổng các tỷ lệ phần trăm của lợn bò gà mà cộng lại phải đúng bằng một trăm phần trăm nhưng ở đây các bạn thử cộng xem 48 cộng 40 cộng 13 các bạn sẽ ra là nhiêu? 101% đúng không? Thì rõ ràng là nó bất hợp lý Có nghĩa là mình tính sai ở khúc nào rồi đúng không? Nhưng mà tóm lại ở đây người ta bảo là xét tính hợp lý Thì mình chỉ cần chỉ ra cái tính bất hợp lý là gì Tổng tỷ lệ phần trăm là 48% cộng trăm cộng 13% bằng một 101% là không hợp lý như vậy là đủ rồi đúng không? đó thì qua vận dụng hai này các bạn rút ra thêm cho cô một cái yếu tố cần phải chính xác nữa là như thế này nha đấy và rõ ràng là khi mà không hợp lý như thế này rồi thì các bạn phải tính lại cái tỷ lệ phần trăm này các bạn đi lại cho đúng thôi đúng chưa? Đó, thì bài toán vận dụng 2 này cũng kết thúc bài học của chúng ta ngày hôm nay. Các bạn về nhà xem lại bài giảng và làm thêm các cái bài tập khác trong sách giáo khoa cũng như là trong sách do tham khảo để các bạn thành thạo hơn về bài học hôm nay. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Khóa học về dách Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh Trải nghiệm ngay khóa học của về dách